Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu có một mẫu xe đạp gập bánh 26 inch đến từ thương hiệu của Dahuan, và đây là một cái model mà hãng Dahuan kết hợp với hãng xe ô tô Ford thiết kế và sản xuất ra chiếc xe đạp này. Đây, xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus với 9 tầng líp, 3 tầng đĩa, bánh bánh là 26 inch. Đấy, và đó là một cái chiếc xe đạp gập đôi ở khung. Một cái phiên bản mà hãng Dahuan kết hợp với hãng Ford, hãng ô tô rất là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới đấy. Các bác cũng không hề xa lạ hay là lạ lẫm gì với cái thương hiệu này đấy rồi. Dahuan cũng là một cái đơn vị sản xuất xe gập rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Hai hãng này nó đã cùng nhau kết hợp để tạo ra chiếc xe này, chiếc xe đạp gập khung. Rất là phù hợp cho các bác mà đi muốn đi du lịch và mang theo một chiếc xe đạp để đạp thì chiếc xe này gập đuôi lại cho vào cốp xe thì rất là tiện lợi rồi. Đây, khung giống này, khung nhôm các bác nhé. Đây là khung nhôm. Vẫn còn tem Mỹ này. Chiếc xe hãng Mỹ. Khung nhôm tông màu đen rất là đẹp các bác nhé. Phần ghi đông thì được trang bị là tay bấm xả Shimano Atus và bộ tay phanh dầu Techo, và đây là một cái lẫy để các bác có thể mở ra này và điều chỉnh cái cổ phốt này, nó gật cù lên xuống này, nó sẽ phù hợp với cái cỡ lưng của các bác, nó vào form dáng người các bác, lưng dài hay lưng ngắn thì gật lên gật xuống để nó vào đúng form, nó không bị đau lưng khi các bác lựa chọn xe. Giảm sóc của SR Suntour các bác nhé. Đây là dòng XCT 28, đó là một cái giảm sóc dầu thủy lực. Giảm sóc này cũng nguyên zin theo nhà sản xuất. Vành lốp là 26 inch, sử dụng quả lốp CFT, cũng là một hãng phụ tùng của hãng lốp xe của Mỹ. Sử dụng quả lốp 1.95 các bác nhé, bản nhỏ để các bác có thể sử dụng cái quả lốp này đi trong phố cũng được, nhỏ nhỏ này. Mây ơ của Formula, và mây ơ này là mây ơ bi vòng các bác nhé, bi vòng bạc đạn này. Chuyển động Shimano Atus 9 tầng líp 3 đĩa, và xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh sau cũng vậy thôi, cũng là lốp CST và Mayer Formula bi vòng. Và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp lên khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70. Thật ra thì những cái này, cái ghi đông này nó có thể cao lên, và yên nó cũng có thể cao lên, thì các bác mà khoảng 1m75 thì lên yên và lên cái ghi đông thì đi vẫn vừa. Nhưng mà size khung thì phù hợp cho các bác từ 1m6 đến 1m7. Động Atus 9 tầng líp và 3 tầng đĩa, có 27 tốc độ khác nhau.
Và em vừa giới thiệu đến các bác một mẫu xe đạp gập đến từ thương hiệu Đa Hoan của Mỹ và là một cái phiên bản kết hợp cùng hãng xe ô tô Ford để sản xuất chiếc xe đạp này, và nó là một chiếc xe đạp gập. Thì bây giờ em sẽ chèn một cái clip ngắn để hướng dẫn các bác gập lại chiếc xe cho nó gọn lại. Đây các bác nhé, trên phần khung nó có một cái lẫy này, các bác gạt cái lẫy ra, các bác có thể gập đôi được cái khung vào, rất là gọn gàng. Các bác có thể mang theo đi du lịch, cho vào cốp xe ô tô để lôi ra đạp thì rất là tiện lợi và gọn gàng. Bên phần dưới này nó có một cái sắt để chống va đập vào cái đĩa rồi nha, các bác không phải lo về vấn đề cái đĩa. Rất là gọn gàng. Nếu không mở ra thì các bác cũng làm lại như cũ thôi, gặp ra và ấn cái này là nó xong. Và chiếc xe này được bán lên mức giá chỉ có là 8.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.